Alright, xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình. Ở video ngày hôm nay như title mọi người đã đọc thì mình sẽ đi ra so sánh giữa The New Playground ở Sài Gòn và The New Playground ở Hà Nội. Thì địa điểm đầu tiên thì mình tất nhiên là mọi người đã thấy mình đang ở The New Playground, The New Playground mới nhất luôn á. Thì ok, bây giờ cùng mình đi xuống The New Playground và xem sao nha. Let's go. OK, thì hiện tại mình đang đứng ở cửa hàng của SWE á, thì mọi người đang thấy là các bạn đang đứng mua đồ rất là đông luôn. Thì OK, mình nghĩ là mình sẽ mua một vài sản phẩm ở đây, nhưng mà trước khi mình mua sản phẩm á, thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết bên trong store của SWE như thế nào nha. Thì thôi. Thì như mọi người biết á, thì hiện tại mình đang ngồi kế bên một bức tượng figure của SWE á. Thì đây là một bộ sản phẩm mới của họ và mọi người thấy là một bức tượng rất là dễ thương luôn á. Thì khi mà họ để bức tượng figure ở đây thì tất nhiên họ sẽ có sản phẩm về bức tượng của chú Mozi này. Theo như mình thấy ở đây á, thì đây là sản phẩm mới nhất của họ, được để in hình một chú Mozi rất là to ngay trước mặt. Thì mọi người thấy detail là in rất là đẹp luôn. Không biết nói sao nhưng mà đây là một chiếc áo mà thực sự rất là ấn tượng đối với mình. Và đằng sau có để một chữ C là đánh dấu thương hiệu và để 2020. Và ngoài áo màu đen ra thì họ còn có một chiếc áo của chú Mozi ghi là Hi Amozi. Và ở đằng sau là một chiếc bức tượng logo mà chú Mozi đang xây dựng lên á. Và họ còn có một chiếc áo cũng tương tự giống như chiếc áo màu đen, nhưng mà đây là màu hồng cam và cũng là một chú hình chú Mozi luôn. Và ở đằng sau là chữ 2020. Ở bên dãy bên đây là sẽ là những mẫu jacket mà họ sẽ trưng bày, như là một chiếc jacket hình chiếc núi nhìn rất là ấn tượng luôn nha. Ở đây là họ sẽ trưng bày những chiếc quần short, quần dài, quần track pants các kiểu. Ở trên dãy bên đây là những chiếc ba lô mà thực sự là mọi người thấy là mình rất là cần ba lô luôn á. Nhưng mà khi mà đi event này nọ mình vẫn chưa có chiếc ba lô nào hết, nên là mình nghĩ là ngày hôm nay mình sẽ pick up một chiếc ba lô nào đó của SWE. Và đây là một dàn ba lô sản phẩm của họ. Ok, và ở bên trái của SWE á, thì mọi người hãy đi theo mình nha. Thì ở bên đây họ sẽ trưng bày tất cả những sản phẩm ví của SWE. Ở đây có một chiếc nón nè. Ở đây có những chiếc túi dành cho nam cũng có, cho nữ cũng có. Thì mọi người thấy đây là một chiếc ví rất là nhỏ dành cho nam và một chiếc ví dài dành cho nữ. Nhìn rất là ấn tượng luôn á. Thì ngày hôm nay không phải riêng mình chị shopping ở tại SWE, nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ còn mời thêm một người em của mình nữa. Tại vì ngày 13 tháng 7 là ngày sinh nhật của em mình á. Nhưng mà mình vẫn chưa có một món quà nào dành tặng cho em mình, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ cùng em mình, đây là Hưng, sẽ cùng shopping tại SWE. Thì Hưng có chọn được sản phẩm nào của mình ở SWE chưa? Rồi hả? Thì ok, thì dễ dàng thôi. Mình sẽ cùng mọi người sẽ đi shopping mình với lại Hưng nha. Let's go. Mình sẽ đi tới SWE ở tại Sài Gòn, mình sẽ pick up những món đồ này. Nhưng mà khi mà lên Hà Nội thì mình sẽ còn pick up thêm nữa. Cho nên là mọi người hãy đợi mình lên Hà Nội thôi, mình pick up cái gì nha. Ok, thì bây giờ mình đã đi bên SWE rồi. Thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi thêm một dọc con đường này nha, để coi còn có shop gì để mình shopping hay không nha. Ồ, ở đây họ có Tyson đó, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ qua bên Tyson coi họ có món đồ gì. Thì đi thôi mọi người. Thì đằng sau SWE thì mọi người sẽ thấy được là một shop của Tyson. Thì Tyson là mình đã nghe được từ rất là lâu rồi, nhưng mà chưa có cơ hội để trải nghiệm những sản phẩm của Tyson á. Thì ngày hôm nay mình sẽ vào shopping ở tại Tyson nha mọi người. Đi thôi.
được từ Season á. À, bạn ơi cho mình hỏi là đây là những món hàng mới của mình luôn đúng không bạn? À, thì đây là một chiếc áo mà mình đã nhắm từ khi mà bước vô Season rồi. Một chiếc áo rất rất là dễ thương luôn. Ở đằng sau là có một hình chữ logo của Season đó, nhưng mà nhìn nó hơi kẹo một tí xíu. À, mình nghĩ chắc chắn là mình sẽ lấy cái áo này. Ok, thì dọc ở bên đây thì mọi người sẽ thấy là đây họ có những cái jacket của Season, và được ở luôn cái logo của Season đằng sau cái chiếc jacket này thì được thêu nhìn rất rất là đẹp luôn. Và đây là ở mặt trước của chiếc jacket này nè. Và dọc ở trên những chiếc dãy này thì họ còn có hoodie của Season nè, và còn một chiếc sweater tie-dye của Season nữa. Ở đây có ghi là Stay Fresh Good Day của Tyson. Hồi nãy bạn nhân viên có nói với mình đó, đây là một chiếc áo mới của đến từ Tyson đó, thì họ sẽ làm bằng một chất liệu là hai chiều đúng không bạn? Vải hai chiều. Thì khác với lại tất cả những chiếc áo mà Tyson từng làm là vải 4 chiều, thì hai chiếc áo này sẽ là chất liệu hai chiều. Mình không biết là sẽ khác như thế nào nữa, nhưng mà tí nữa mình nghĩ là mình có thể sẽ mặc thử và xem coi có nên pick up của cho ngày hôm nay hay không ha. Ok, thì ở bên kệ của Tyson thì họ còn có một chiếc nón bucket hat và một chiếc nón 6 múi của đến từ Tyson á. Thì cool hơn. Và ngoài những chiếc nón bucket hat và cả nón 6 múi đây á, thì họ còn có một chiếc túi. Ở đây là một chiếc túi thô bát nhìn rất là thời trang luôn á. Tại vì mọi người biết là không có quá cầu kỳ mà rất là đơn giản. Và mình còn thấy được đây là một chiếc vớ đến từ Tyson nữa mọi người. Như hồi nãy mình đã nói với mọi người thì mình đã chọn được những sản phẩm mà mình muốn rồi. Thì bây giờ mình sẽ tới pick up và thanh toán thôi nha. Và một cái áo này đúng rồi. Đúng rồi. Thì bạn ơi, mình muốn lấy hai sản phẩm này á. Thì sản phẩm này là size L, còn cái này là size M. Ok, thì sau khi pick up của Tyson xong á thì mình nghĩ là mình sẽ đi thêm một vòng nữa. Tại vì mua đồ nhiều quá rồi mọi người. Thì đợt lần này The New Playground họ làm đã có đèn hơn, có ánh sáng hơn rất là nhiều so với lại ở bên chi nhánh Lý Tự Trọng nhiều á. Nhưng mà mình vẫn không biết là ở Hà Nội chi nhánh nó sẽ như thế nào. Mọi người thấy không, cái đường đi rất rất là đẹp luôn á. Có rất là nhiều shop họ đi coi nhìn rất là đẹp luôn á. Nhưng mà mình nghĩ là mình đã mua quá nhiều đồ rồi cho nên không thể nào mà mua thêm được nữa. Đợt lần này á, ở The New Playground họ chia làm tận 4-5 dãy luôn cho nên rất rất là lớn. Mọi người thấy không, con đường rất là sáng nhìn rất là đẹp luôn á. Để nào muốn đi hoài luôn á. Oh no, thì sorry mọi người nha, mình sẽ nốt lần này thôi. Tại vì mình đi ngang qua một store và bán những sản phẩm mà mình rất là muốn mua á. Cho nên là mình nghĩ là mua lần này thôi và sẽ không mua nữa. Ok, và đi theo mọi người, mình sẽ vào store đó chính là DVRK. Let's go. Thì khi mà bước vô thì mọi người sẽ thấy đây là một dãy áo sơ mi của DVRK luôn. Và ở bên dưới đây là những chiếc áo thun á. Chiếc áo thun rất là đẹp luôn của DVRK, và mọi người thấy nhìn là in rất rất là đẹp. Còn đây là hai chiếc quần mà mình đã rất là thích từ DVRK. Design nhìn rất là quằn, nhưng mà thực sự là khi mà mọi người phối đồ á thì mọi người sẽ thấy được là cái sự đẹp của nó đẹp như thế nào luôn á. Và khi bước qua bên dãy bên đây thì mọi người sẽ thấy là đây là những sản phẩm thêm t-shirt của họ nữa. Và ở đây là có DVRK Humankind. Phải nói là khi mà mọi người tới DVRK, mọi người hãy cảm nhận được những chất liệu in của DVRK nha. Tại vì phải nói là xịn rất nhiều luôn á. Chiếc jacket này mà đi chung với lại một chiếc quần nữa, mình không biết là cái bộ outfit nó cháy như thế nào luôn á. Thì ở đây là tất cả những sản phẩm accessory của DVRK. Thì ủa mẹ ơi, cho mình hỏi là mình nhớ là mình có cái ba lô nữa nhưng mà mình không thấy ở đây á. Hiện tại ba lô thì chỉ có bên Nguyễn Trãi thôi, còn bên đây tụi mình mới release cái túi này á. Được có mấy ngày ạ. Đây là một cái túi mà pack để đeo chéo ha. Dạ đúng rồi ạ. Bạn có thể nối dài cái dây ra cũng được á. Dạ rồi, mình cảm ơn bạn nhiều nha. Dạ. Nó có một cái đựng AirPods riêng. Ra cái này đựng AirPods để sẽ thiết kế để đựng AirPods luôn, hay quá vậy. Rồi mình cảm ơn bạn nhiều nha.
Đây là một chiếc túi, mình nghĩ là mình sẽ pick up cái túi accessory này thay cho chiếc ba lô á. Tại vì mình chưa thấy được chiếc túi này cho nên là tí nữa pick up mọi người sẽ biết nha. Thì bây giờ mình sẽ đi một vòng lựa coi những sản phẩm nào và sẽ tới phần thanh toán thôi nha. Thì thôi, thì mình nghĩ là mình sẽ lấy màu xám và màu trắng, mình không biết là nên lấy cái nào nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ lấy cả hai luôn. Tốn tiền quá. Phải đi kèm với lại quần nữa. Đẹp quá ha. Bây giờ mình áo này size gì vậy bạn? Dạ luôn là size nha. Cái này hiện tại là size M mà mình nghĩ chắc bạn phải mặc L. L, dạ đúng rồi. Thì mình chắc là mình sẽ pick up cái áo này, hai cái quần này và một chiếc túi nha. Ok, bạn lấy cho mình cái này size L nha. Dạ rồi ạ. Hai cái quần này là hai quần size M. Bạn hơi cao á nên là mình nghĩ bạn phải mặc L chứ M nó sẽ ngắn lắm. Ồ vậy hả? Vậy là cho mình lấy L đi ha. Dạ rồi. Với lại một chiếc túi này chắc chắn rồi. Không thể nào thiếu túi chiếc túi này được thì mình lấy một chiếc túi này luôn nha. Dạ rồi, mình cảm ơn bạn nhiều. Ok, thì mình đã pick up được những món đồ mình muốn rồi thì bây giờ mình sẽ nghĩ là mình sẽ hẹn mọi người ở Hà Nội nha và sẽ coi store DVRK ở Hà Nội như thế nào. Let's go. Ủa đây là ở đâu vậy? Ra Hà Nội rồi hả? Ủa mình mới thay đồ luôn mà. Ok thì đã tới Hà Nội rồi thì mình có lẽ là quay luôn nha. Let's go. Ok thì what's up, hiện tại mình đang có mặt tại The New Brand Raku Hà Nội á. Thì hiện tại mình đang đứng một cái dãy hành lang mà kiểu nổi nhất mà nếu như mà mọi người nào ở The New Brand Raku ở Hà Nội thì mọi người đều biết, nhưng mà đối với những bạn mà lần đầu tiên tới hoặc là đang muốn tới Hà Nội để mà tới thăm The New Playground thì đây là một cái dãy hành lang thực sự rất là đẹp để mọi người có thể check in luôn á. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi ra The New Playground của Hà Nội. Ok, thì trước tiên khi mà mình cho mọi người xem mình đi một vòng ở tại The New Playground ở Hà Nội thì mình sẽ không quên là sẽ break down cái outfit cho mọi người xem. Tại vì hồi nãy á mình đi vô phòng thay đồ để mình thay đồ á. Thì ok, thì đây sẽ là outfit của mình ngày hôm nay. Mình mặc chiếc áo của T-shirt màu hồng á. Mọi người thấy hồi nãy mình vừa pick up, nếu như mọi người ở xem bắt đầu video thì mình vừa pick up và mình đã thay luôn. Ở bên dưới là một chiếc quần màu trắng của DVRK cộng thêm vào một chiếc vớ màu hồng á và một đôi giày Air Force màu trắng. Ok thì outfit đợt này nó sẽ ra hai tông màu, đó màu hồng và màu trắng, và một chiếc túi quên nữa, accessory không quên, đó chính là một chiếc accessory của DVRK. Và mình đã thay một chiếc dây off-white ở đây. Ok, thì mình nghĩ là mình sẽ đi một vòng ở tại The New Playground ở Hà Nội nha. Đi thôi. Ok, thì khi mà bước ra hành lang thì mọi người sẽ thấy được tất cả các lô của brand được trải dài từ dãy bên đây của tòa nhà Vincom qua tới bên đây luôn á. Thì bây giờ mình sẽ đi bắt đầu từ bên trái của mình trước và sau đó mình sẽ đi qua hết dãy của bên phải của The New Playground Vincom bà chịu nha. Ok, let's go. Và mình nghĩ là cái shop đầu tiên mà mình đã hứa với mọi người là mình sẽ xem xét có ở bên Hà Nội nó có khác gì so với lại Sài Gòn không á, thì đó chính là SWV. Let's go. Ok, thì ở đây á, cái khác biệt giữa Sài Gòn và Hà Nội chính là ở Sài Gòn thì mọi người có thể thấy là từng local brand họ sẽ là một cái khu riêng biệt á, nhưng mà ở đây ở Hà Nội thì mỗi một khu họ chia làm hai brand. Thì ở trong cái khu này thì SWE sẽ là một cái brand mà nằm trong một cái khu vực mà được chia ra. Thì bây giờ mình sẽ vô mình pick up nha. Tại vì ở Sài Gòn đã pick up như là 3-4 món rồi thì ở đây mình sẽ pick up thêm mình nghĩ là sẽ là hai món nữa để mà ok đi thôi. Thì tại vì mình không có ekip để mà đi theo để mà quay cho mình được thì ở Hà Nội này mình sẽ đứng tự quay tự diễn hết luôn. Thì ở đây là mình đang đứng tại SWE thì mọi người thấy là sẽ chia làm 3 khu, 1, 2 và 3. Ở đây họ còn có một khu accessory nữa nhưng mà mình đã pick up một vài accessory ở tại Sài Gòn rồi á.
thì bây giờ mình nghĩ là mình sẽ pick up một cái áo khoác và một cái quần. Thì mình nghĩ là mình sẽ pick up cái áo khoác này, tại vì hình núi nhóm kiểu nhìn chất, rất là chất luôn á. Thì mình sẽ pick up một cái áo này và một chiếc quần. Mình nghĩ là mình sẽ pick up một chiếc quần ở đây. Quần này vừa basic mà kiểu vải thun rất là thoải mái luôn á. Mình nghĩ là mình sẽ pick up hai món thôi và sẽ đi qua thêm hai local brand nữa mà tại mình đã pick up tại Sài Gòn rồi. Ok, đây là từ Sui. Mình sẽ đi qua bên đây là dãy, mọi người thấy không, cái con đường rất là đẹp luôn á, kiểu ánh sáng lúc nào cũng có ánh sáng vậy luôn á. Thì sẽ đi qua bên DVRK. Ok, có vẻ là hơi sáng. Ok, thì sau khi mà đi SWE xong thì mình nghĩ là mình sẽ qua bên DVRK để mà pick up. Tại vì ở bên, tất nhiên là DVRK một cái brand mà mình rất là thích rồi, thì mình nghĩ là ở đây mình sẽ pick up 3 món đồ hả. Tại vì ở DVRK ở Sài Gòn mình có pick up hình như là 3 đến 4 món á. Thì ok, hiện tại mình đang đứng ở tại DVRK luôn á. Như hồi nãy mình có nói với mọi người á, là mình đang mặc chiếc quần của DVRK á. Thì cái họa tiết như thế này thì không thể nào mà khuyết hết thêm một cái áo khoác á. Thì đây, hồi nãy mình có thấy DVRK họ có áo khoác y chang chiếc quần này luôn á. Thì mình nghĩ là mình sẽ pick up một cái áo khoác này. Và vì đã có áo thun rồi, có quần rồi, có áo khoác rồi, có accessory của DVRK luôn rồi, thì không thể nào mà không thiếu một cái áo sơ mi nữa. Cho nên là mình đã nhắm tới chiếc áo sơ mi này. Mọi người nhìn họa tiết nè. Thì tí nữa mình sẽ quay họa tiết của cái bureau sau cho mọi người xem. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ là mình sẽ pick up hai món này, cộng thêm một món mà mọi người chắc chắn là mình sẽ không nói cho mọi người biết ngay tại thời điểm này đâu. Nhưng mà sau khi gần kết thúc cái video này thì mình sẽ cho mọi người biết là mình mua món này để làm gì nha. Thì đây là chiếc túi mà mình muốn mua. Và mọi người thấy store của DVRK hiện tại đây á, thì tông màu cũng như nhau. Và họ có một cái hẳn một cái khu vực riêng dành cho DVRK luôn á. Tông màu cũng là màu xám kiểu future, kiểu tương lai rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ pick up đồ thôi. Ok, sau khi mà mình đi DVRK xong rồi đó, thì mọi người thấy không, đó là shop của DVRK. Và bây giờ mình sẽ đi qua bên một shop nữa, đó chính là Tyson. Mọi người thấy mình mặc áo của Tyson không? Đúng mix match luôn á, hay, đúng hay luôn á. Thì thôi, đây là shop của Tyson. Và như hồi nãy mình có nói thì một quầy họ sẽ chia ra làm hai local brand. Thì đây là Tyson. Khi mà mọi người bước vào Tyson á thì mọi người sẽ thấy được là chào mọi người. Sẽ thấy được là bên đây sẽ là những chiếc áo thun của Tyson đó. Thì sự khác biệt rõ ràng nhất khi mà mọi người bước vào Tyson ở tại The New Playground của Vincom Hà Nội á, thì là nó sẽ rộng hơn rất là nhiều và mọi người có thể đi tới đi lui rõ ràng hơn rất là nhiều luôn á. Thì đây là những mẫu thun mà của Tyson, mẫu sweater tie-dye. Đây là những mẫu cũ đúng không vậy? Những mẫu cũ. Và hồi nãy mấy bạn có nói với mình đó, thì những mẫu mới thì họ sẽ treo ở bên đây. Thì đây là dàn mẫu mới nè. Và đây là những chiếc áo tie dye rất là nhiều. Mình nghĩ là mình sẽ pick up một món, nhưng mà đây là cái món mà mình sẽ pick up. Như mọi người thấy thì mình sẽ có một chiếc áo này, đây là chiếc áo thứ hai. Thì tại sao là mình mua hai mẫu giống nhau thì tí nữa, như mình nói là ở sau video mình sẽ nói cho các bạn biết là tại sao mình pick up tới tận hai cái. Và sẽ coi tới cuối video nha. Đấy. Ok.
Hiện tại mình đã về được tới nhà rồi á, thì bây giờ mình sẽ, như hồi nãy mình có nói với mọi người á, là mình sẽ có một vài thông báo và kiểu giống như là tại sao mình lại mua những cái phát phát của SWE với lại của DVRK. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem nha. Như hồi nãy mình có đi quay á, mình mua một cái backpack của SWU nè, mọi người thấy bự, rất là bự luôn và đẹp nữa. Cái màu đẹp lắm. Và hai món đồ nữa đến từ hai brand, đó chính là một chiếc áo của Tyson với lại một cái shoulder bag của DVRK. Thì tất cả ba món này của ba brand mình sẽ đem đi giveaway hết, mình sẽ tặng hết cho là tất cả mọi người luôn. Thì tại vì mình đi shopping, mình mua đồ cho mình mua đồ cho em mình, thì tất nhiên là mình sẽ không quên lại mọi người rồi. Cho nên là ngày hôm nay ba món đồ này từ ba brand, đó là SWE, Tyson với lại DVRK, mình sẽ đem giveaway hết luôn. Cách thức giveaway rất là đơn giản luôn á. Thì mọi người chỉ cần like cái video này, share video này ở trên Facebook với chế độ public, follow mình ở trên Instagram và comment ở bên dưới video này á, là SWE, xích gạch Tyson và xích gạch DVRK. Và mọi người hãy nhớ làm theo những cái bước này nha, mình sẽ ghi ra hết ở bên đây luôn cho mọi người dễ hình dung được. À quên nữa, bạn đầu tiên mình pick up á, là sẽ trúng được một chiếc áo đến từ Tyson, và đây là size L và size kiểu size trung bình của tất cả mọi người luôn á. Người thứ hai mình pick á, là sẽ được chiếc túi của DVRK, một cái shoulder bag. Chất lượng của những chiếc túi này mọi người nên biết là rất là xịn luôn, chứ không phải là những chiếc túi bình thường, những chiếc túi rẻ tiền đâu nha. Kiểu chất lượng rất là cứng cáp và đúng form, đẹp lắm. Thứ ba, người cuối cùng mình pick up sẽ trúng được một chiếc ba lô của SWE, một chiếc lô rất là bự để mọi người có thể đi học hoặc là đi du lịch và đựng đồ, tại vì đựng đồ được rất là nhiều á. Thì yeah, mọi người hãy nhớ làm những cái bước này nha, để mà có thể trúng được ba sản phẩm này đến từ ba brand. Và mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video tại đây. Và ok, mình mong mọi người thích video này và hãy để lại một cái like, share video này, và nếu như mọi người chưa subscribe thì nhớ subscribe cho kênh channel của mình nha. Và mình là Hai Hero. Peace guys.